Một điểm đến nằm bên biển Tuy Hòa. Điều dễ dàng thấy được là nhiều du khách đến đây đều chọn xe điện. Sau khi tham quan, chụp ảnh, du khách lại tiếp tục di chuyển bằng xe điện để tham quan cung đường ven biển của thành phố hoặc nhiều điểm đến khác. Lần đầu tiên đi xe điện ở cái cung đường ven biển gì á, cho nên nó là ngắm nhìn tất cả mọi thứ, vừa mát, vừa thoải mái, vừa ngắm cảnh được mà cũng tiện cho mọi người. Hướng đến xây dựng thành phố xanh và giúp du khách có những trải nghiệm khi đến với thành phố theo một cách mới mẻ hơn. Năm ngoái, tỉnh Phú Yên đã triển khai đề án xe điện chở khách du lịch hoạt động trên một số tuyến giao thông trên thành phố. Hiện trên thành phố có 16 xe điện đưa vào phục vụ vận chuyển khách. Mỗi chuyến xe điện chở được 10 khách, chạy với tốc độ tối đa 30 km/h và sẽ dừng chân ở một số điểm đến để khách xuống tham quan và chụp ảnh. Xe điện cũng được đưa vào hoạt động tại các điểm du lịch. Nhóm phụ nữ này đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí các chị bỏ ra cho chuyến tham quan đêm trong thành phố khá hợp lý. Một người chỉ 35.000 đồng trong một giờ. Thì mình đương nhiên là mình đi taxi là mình không có được trải nghiệm những cái chỗ mà mình coi thử cái thành phố là hoạt động về đêm như thế nào. Còn mình đi xe điện là rất là thoáng, là mình biết được rất là nhiều nơi mà đi theo cái yêu cầu của mình, là cái giá rất là hợp lý. Thì trong cái chủ trương của Bộ Giao thông cho cái tỉnh là được 50 xe điện. Thì hiện tại bây giờ thì mình còn ra gồng nữa rồi. Thì lúc đầu thì cũng có những cái khó khăn, thì các doanh nghiệp chưa thấy được cái hiệu quả của nó, nhưng bây giờ đây thì đã thấy rồi. Với những tiện ích từ phương tiện này mang lại, cũng như hướng đến xây dựng mô hình giao thông xanh cho thành phố, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên mới đây tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đề án thí điểm xe điện 4 bánh vận chuyển khách du lịch tham quan trên địa bàn tỉnh. Với việc khuyến khích phát triển loại phương tiện này, sẽ tạo ra sự đa dạng các loại hình vận tải, nâng cao năng lực vận tải khách và xây dựng một hình ảnh du lịch của Phú Yên xanh, sạch, hiện đại và thân thiện với môi trường.